Em quay xong thì em kêu hệ xuống để em coi, đi xuống coi dưới kia hử, hoặc là em làm cho này giùm chị. Súng như nó bán hướng dẫn chưa? Mời chỉnh và phúc lại rồi á, đang khánh lòng mặt khánh cho đào anh không trả lời mà xong rồi cái này cái kêu cho đào vậy. Biết rồi thì mình nói với khách nhẹ nhàng là biết rồi ơi, đúng không? Nó kiểu ấy đó. Chị thấy là nói chuyện với khách là không được thiện cảm lắm. Chị cũng để ý lắm, bây giờ tưởng không nhưng mà con nói thôi người ta là đã không ưa rồi, cái lời nói của mình quan trọng ghê lắm. Ảo nhiều khi mấy đứa ở đây ảo kinh luôn. Làm ra quá ngày có khách, ngày khách đi thì thôi thì sợ mấy đứa nữa.
Bữa mai em hướng dẫn em mấy thầy mấy đứa em chị ha. Có nền nếp mà nè, phải vô nền nếp với lại phải nói cho rõ ràng cái mấy cái sau này chị mở riêng kia rồi chị làm phải ra nề ra nếp nè, gọn gàng nè, bài hay quá, đứa làm bài hay quá. Chị thiết kế theo kiểu mà có cái đồ đựng vệ sinh bên cạnh á, cái thùng mà thùng kiểu như là rác đó, nhưng mà nó lại gọn với lại đụng cái là nó mở vậy, nó hay hay á, cái loại mới với lại là chị làm mấy cái rèm rồi luôn, rèm cái loại, nói chung là mình đầu tư luôn á nè. Ý là mình làm mình không có sợ di chuyển á, mình làm chắc cú luôn á. Mình chỉ tìm kiểu thiết kế rồi mình làm điện đồ là chỉ cho theo đường dây hết, chứ không có chơi kiểu thập nham mình nữa. Đây cũng đại ảo luôn á, đây á nhanh nhát là hút luôn. Thấy da bình thường hút được lại không, mà da không hút lại hút. Rồi người ta phải hiểu chứ. Là hồi em hướng dẫn mấy đứa là anh chị xí, nhiều khi chị định nói là chị không còn nhớ nữa, tính chị hay quay như vậy, khi mình nhớ thì chẳng nói được, nói toàn gì, nói toàn là những người mà không cần nghe không á, những người mình cần nói cần nghe thì lại không. Phát triển như là mà mình là đảo rồi, mình là làm đại nhanh rồi đó nghe, mà còn rứa nữa thôi. À, chị làm việc chơi dùm hay nghĩ cho người khác lắm nè, nên là nó hay được. Còn mấy đứa này là mình ảo, nhưng mà ảo tùy theo đúng không?
Vậy chị sẽ xong kêu hệ giùm chị này. Mm-hmm.